Những ngày gần đây, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi ở thành phố Đà Nẵng. Nhiều đường phố, nhà thờ, xóm đạo đã chuẩn bị dần hoàn thiện xong việc trang trí để đón một mùa Giáng sinh an lành. Những ngày này, bà con giáo dân trên địa bàn thành phố đang tích cực trang hoàng các nhà thờ, chỉnh trang các tuyến đường dẫn về các giáo xứ, giáo họ, trang trí nhà cửa, chuẩn bị chu đáo để đón một mùa Giáng sinh mới. Càng cận kề ngày lễ, mọi thứ càng tất bật khẩn trương hoàn thành để đón chào một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp nhất. Rất là vui mừng khi mà như là mùa dịch đã qua và đã ổn định cuộc sống và được tổ chức một đêm sắp tới sẽ tổ chức một đêm Giáng sinh thật là yên lành và hạnh phúc. Nằm ở khu vực trung tâm nên nhà thờ chính tòa luôn là địa điểm thu hút người dân Đà Nẵng, đặc biệt là giới trẻ tới chụp ảnh đón Giáng sinh. Khoảng sân rộng phía trước của nhà thờ được bố trí làm sân khấu để chuẩn bị cho lễ canh thức và thánh lễ. Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong năm của những người theo đạo. Bên cạnh đó, nhiều du khách nước ngoài cũng rất thích thú với những hình ảnh, không gian trang trí tại đây. Thời tiết ở Đà Nẵng rất đẹp, rất thích hợp để đi đây đi đó tham quan. Nhà thờ và các cửa hàng ở đây trang trí Giáng sinh rất độc đáo, khác với quốc gia của tôi. Và không khí những ngày này rất nhộn nhịp, hầu như mọi người đều chuẩn bị cho Giáng sinh. Vì vậy, tôi thấy được trải nghiệm Giáng sinh tại Đà Nẵng rất thú vị và tuyệt vời. Sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều hoạt động không được tổ chức, nên năm nay, khi cuộc sống đã trở lại bình thường, mùa Giáng sinh năm 2022 hứa hẹn sẽ là một dịp lễ vui tươi, rộn ràng ở khắp nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.